Xin chào các thầy cô giáo và các bạn học sinh. Con tên là Ngô Bảo Châu, học lớp 5G ở trường tiểu học Văn Khê. Con sống ở quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Hôm nay con xin phép trình bày bài trò chơi hứng táo của con ạ. Ở trong trò chơi này con có 7 nhân vật. Đó là nhân vật Giga, nhân vật quả táo, nhân vật thua cuộc, nhân vật thắng cuộc, nhân vật pháo hoa 1, nhân vật pháo hoa 2 và nhân vật trái tim. Nhân vật Giga sẽ là nhân vật điều khiển, đây là nhân vật điều khiển để con di chuyển để ăn những quả táo rơi từ trên trời xuống. Còn nhân vật quả táo, nếu như mà ăn quả táo màu đỏ sẽ được cộng thêm 1 điểm, nếu như ăn quả táo sâu sẽ bị trừ 1 điểm, và nếu như ăn quả táo độc sẽ bị mất 1 mạng. Nếu mà bị mất 3 mạng thì sẽ bị nếu mà nhân vật bị mất 3 mạng thì sẽ thua cuộc. Khi thua cuộc sẽ có chữ lose hiện lên trước màn hình, và nếu như mà nhân vật đạt được 20 trên 20 điểm sẽ có nhân vật chiến thắng xuất hiện trên màn hình, kèm theo đó là hai pháo hoa liên tục bắn trên trời. Con thưa thầy là con thích nhất nhân vật Giga, vì nhân vật này nó là nhân vật di chuyển để ăn những quả táo. Trong nhưng này, nhân vật Giga con lấy từ thư viện. Nhân vật quả táo có một hình con vẽ, có một hình con lấy ở trong thư viện, còn 2 hình còn lại con vẽ. Nhân vật thua cuộc con tự viết, nhân vật thắng cuộc con cũng tự viết. Nhân vật pháo hoa con lấy từ trên mạng về. Nhân vật trái tim con lấy ở trong thư viện Scratch. Con thưa thầy là một trong khi làm mày con gặp những phải khó khăn như gặp quả khó khăn của quả táo độc. Lúc con ăn quả táo độc nó sẽ bị đứng yên và quả táo độc nó không biến mất. Nếu như có thời gian trong tương lai, con sẽ làm theo nhân vật tiền thưởng thưởng để giúp trò chơi sinh động hơn. Bài thuyết trình của con đến đây là kết thúc. Mọi người đã lắng nghe ạ. Rồi, cảm ơn Bảo Châu. Vừa rồi thì chúng ta được lắng nghe bạn Ngô Bảo Châu thuyết trình về dự án của mình. Bảo Châu ơi, thầy muốn hỏi thêm con một chút này. Bảo Châu có thể cho thầy giáo biết được cái lý do ý tưởng con tạo nên cái dự án này là gì không? Con được thầy là bởi vì con đã được học trong lập trình Scratch nên con có ý tưởng con tạo ạ. À, có nghĩa là qua cái khóa học lập trình của Học viện Vietstem thì con muốn vận dụng cái phần kiến thức đã học của mình để có thể tự tạo ra được cái dự án cho riêng mình để có thể chia sẻ với thầy cô và bạn bè, đúng không? Vâng ạ. Ừ, rồi, đây là một phần ý tưởng khá là hay. Thầy rất thích cái phần ý tưởng này của con. À, thầy muốn hỏi thêm con một chút. À, theo thấy dự án của con cũng khá là hay và ấn tượng. Con có thể giải thích cho thầy giáo một cái chức năng lập trình nổi bật cho một cái nhân vật mà con yêu thích được không? Con thưa thầy, một nhân vật nổi bật mà con yêu thích chính là nhân vật Giga. Nhân vật này sẽ là nhân vật chính điều khiển cái bát để có thể đi đi khắp để đi khắp
À, đi khắp phương nền, đi nhặt những quả táo màu đỏ. À. Rồi, cảm ơn Bảo Châu. Vừa rồi thì chúng ta đã được lắng nghe bạn Ngô Bảo Châu thuyết trình về dự án có tên là trò chơi hứng táo. Sau đây thì xin mời các bạn chúng ta sẽ chia sẻ về dự án của Bảo Châu nào. Thầy mời bạn Tuệ Chi nào. Tuệ Chi ơi, thầy mời con. Tuệ Chi bật mic lên giúp thầy nào. Con thưa thầy là bạn lập trình đã được rồi ạ. Con có muốn góp ý gì về cho dự án của bạn không? Không ạ. Rồi, cảm ơn ý kiến của Tuệ Chi. Thế mời bạn Mạnh Dũng nào. Mời Mạnh Dũng chia sẻ về dự án của bạn Bảo Châu nào. Vâng, con thấy bạn và cho bạn ấy thuyết trình hơi 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 nhỏ và cũng hơi vấp phải ạ, Rồi. nhưng mà cái bài thuyết trình của cũng ổn rồi ạ. Rồi, về dự án của bạn thì con có muốn chia sẻ gì không? Con không ạ. Rồi. Vừa rồi thì chúng ta đã được lắng nghe bạn Ngô Bảo Châu thuyết trình về dự án trò chơi hứng táo của mình. À, sau đây thì Thảo sẽ xin chia sẻ về cái phần dự án của Bảo Châu như sau. Thứ nhất, đánh giá về bài thuyết trình thì Thảo đánh giá về hai phần. Một đó là nội dung bài thuyết trình. Thì về cơ bản ở đây các bước thuyết trình của Bảo Châu đã thực hiện khá là tốt. Con thực hiện khá là tốt các cái bước thuyết trình. À, thứ hai đó là cái kỹ năng thuyết trình ở đây thì theo thấy là Bảo Châu thực hiện. À, con đã có cái kỹ năng thuyết trình cũng khá là tốt, mạnh dạn, tự tin chia sẻ về cái dự án này của mình. Thế tuy nhiên thì có thể nói to hơn một chút xíu nữa, Bảo Châu nha. Được chưa? Rồi, có một số cái bước thuyết trình ở đây thì Bảo Châu đã bị quên một chút, chắc là hơi hồi hộp, đúng không? Thì thầy giáo đã hỏi và Bảo Châu cũng đã bổ sung được đầy đủ cái phần các bước thuyết trình của mình rồi. À, đó là về phần thuyết trình. Thứ hai đó là có chia sẻ về cái phần dự án của Bảo Châu. Thì thầy giáo thấy như sau. Thứ nhất là về phần đồ họa. Ở đây thì thầy giáo thấy là con chọn các cái nhân vật rồi. Phông nền này, à, thiết kế kể cả là thiết kế các nhân vật này. Thì về cơ bản là các nhân vật ở đây cũng khá là đẹp mắt, hài hòa, phù hợp với lại cái nội dung của dự án. Về trải nghiệm sản phẩm thì Théo thấy là cái dự án của con ở đây chạy cũng khá là tốt. Con có thể click chuột lại lá cờ xanh và test lại thử Théo kiểm tra được không? Được ạ. Con ăn thử cho thầy giáo vào cái nhân vật mà bị trừ điểm mạng ấy. Mà không phải giáo đọc, con sẽ bị từ một mạng, và nếu như còn không mạng thì con sẽ hiện ra chữ một một Con một test lại ăn thử vào cái nhân vật trừ điểm mạng thì xem nào. đây ạ. Nó có trừ không? Trừ rồi đúng không? Và biến mất rồi đúng không? Còn nếu như mà con ăn thì con sẽ được cộng một điểm, và nếu như con được trên 20 điểm thì con sẽ phần thắng ạ. Rồi, khả năng mạng bỏ châu hình là khi chơi thì cả chúng hơi giật một chút xíu. Khi con ăn vào cái nhân vật mà bị trừ điểm mạng kia là nó biến mất rồi, sau đó nó lại xuất hiện quay trở lại xuống dưới đúng không? Vâng ạ. Rồi. Rồi, về trải nghiệm sản phẩm thì nó cũng khá là ổn, bởi vì bảo mật cũng chắc không kém, nhưng chia sẻ nó sẽ hơi giật một chút xíu thôi. Rồi. À, về cái kỹ thuật lập trình thì Thảo thấy là ở đây con đã lập trình tốt các cái chức năng cho cái chương trình của mình. Và về cái sự sáng tạo thì ở đây là Thảo thấy là Bảo Châu khá là sáng tạo, rất là sáng tạo đấy. Đây con đã có thêm cái nhân vật điểm thưởng này là một. À, nhân vật điểm thưởng của con ở đây cũng khá là khó hơn các nhân vật khác. Đó là con sẽ được tăng thêm điểm này, thời gian xuất hiện lâu hơn và tốc độ rơi nhanh hơn.
Bên cạnh đó, ở đây một cái điều Théo rất là thích mà Bảo Châu đã thiết kế được trong cái phần dự án của mình, đó chính là con đã thêm được cái phần nhân vật mạng. Thay vì mà ăn vào cái nhân vật độc đó bị kết thúc chương trình ngay, thì con lại lập trình đó là sẽ bị trừ đi một mạng, và đến khi mạng bằng không thì trò chơi của chúng ta mới kết thúc. Thì đây là một cái sự rất là sáng tạo mà Théo rất thích trong cái phần dự án của Bảo Châu. Con click chuột lá cờ xanh, Théo xem cái điểm của con đã về bằng không không? Ok, ổn rồi. Rồi, đánh giá chung cái phần dự án của Bảo Châu thì thầy có những thông tin sau. Về phần thuyết trình của con cũng khá là tốt, chỉ có một chút xíu thôi. Thì Théo đã góp ý cho con rồi. Về cái phần dự án thì Théo thấy là cũng rất là thích cái phần dự án này của con. Rất là sáng tạo, có nhiều cái sự sáng tạo ở đây. Rồi, thầy khen Bảo Châu nhé. Và hy vọng rằng là ở những cái buổi học tiếp theo, con có thể tạo ra được nhiều hơn nữa những cái dự án hay như thế này để có thể chia sẻ với lại thầy cô và các bạn. Rồi, cảm ơn Bảo Châu, con có thể tắt phần chia sẻ của mình.